Thế thì chúng ta sẽ vào bài siêu âm tim để đánh giá chức năng thất phải và áp lực mạch phổi. Thì như các bạn biết ấy, thì hàng ngày chúng ta làm siêu âm tim. Trước giờ chúng ta đánh giá chức năng thất trái các bạn đều nắm rất là rõ. Chức năng tâm thu thất trái giảm nào, và gần đây đánh giá các chức năng tâm trương thất trái. Chúng ta biết buồng tim trái giãn, chức năng EF thế nào, các thứ thành thất trái dày ra làm sao. Thế mà tại sao thất phải mình chỉ có mỗi một cái thông số, đó là kích thước thất phải. Và gần đây thì các bản siêu âm tim trong khoảng hơn một năm gần đây của Viện Tim Mạch thì đã cập nhật thêm cái mảng đánh giá về chức năng tâm thu và tâm trương thất phải. Đấy, thế thì chỉ cần như thế chúng ta biết rằng là cái việc so sánh cái mức độ phát triển của để đánh giá về hình thái chức năng thất trái so với hình thái chức năng thất phải là có một cái bước cách biệt rất là lớn. Thất trái đánh giá rất là nhiều và có rất nhiều đánh giá chuyên sâu thất trái. Thế còn thất phải thì nó cũng rất là mới và bắt đầu và ít các thông số, và người ta phải phối hợp nhiều thông số để đánh giá chức năng thất phải. Bởi vì có cái sự khác biệt, đó là sự khác biệt lớn, đó là sự khác biệt về cấu trúc và chức năng của hai cái tâm thất đó, cái vai trò hai tâm thất đó nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề là đánh giá nó. Và trước đây thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái vấn đề suy tim trái, điều trị cho bệnh nhân. Thế nhưng gần đây khi mà những cái bệnh lý tim trái chúng ta được nghiên cứu rất là kỹ lưỡng rồi, chúng ta bắt đầu mới nghiên cứu một nhóm là bệnh nhân chức năng tim trái bình thường, tức là sang nhóm làm suy tim, chức năng tim bảo tồn, hoặc là những trường hợp bắt đầu có những cái trường hợp tăng áp lực động mạch phổi, thì người ta mới nghiên cứu sâu là cái áp lực mạch phổi đó căn nguyên nó tăng do đâu, mà nó có hẳn một cái mảng về tăng áp lực mạch phổi. Thế thì hôm nay chúng ta cũng sẽ đi khái quát qua những cái bước để đánh giá chức năng thất phải và áp lực động mạch phổi cho các bạn. Đấy, để khi các bạn thấy là bệnh nhân có một cái khi mà siêu âm tim thì ngoài cái thất trái ra thì các bạn thấy có cái thất phải có gì bất thường đó, thì các bạn có thể làm thêm một số bước sâu hơn để các bạn đánh giá sơ bộ xem là cái thất phải bệnh nhân này nó có vấn đề gì không. Thế nên mục tiêu của cái bài này chúng ta sẽ mô tả được các mặt cắt 2D cơ bản đánh giá tối ưu thất phải. Thứ hai là mô tả các thông số siêu âm Doppler tim sử dụng để đánh giá kích thước và chức năng thất phải. Thứ ba là trình bày những thông số siêu âm cần mô tả để đánh giá chức năng thất phải. Đấy, thì như chúng ta vừa trình bày cái bối cảnh rồi. Và trong thăm dò thường quy thì chúng ta để mà đánh giá thất phải, chúng ta phải sử dụng nhiều mặt cắt khác nhau để đánh giá thất phải, và bản kết quả nên bao gồm cái đánh giá cả về định tính và định lượng. Và các đánh giá để bao gồm có kích thước thất phải, kích thước nhĩ phải, chức năng tâm thu thất phải và áp lực mạch phổi tâm thu. Đấy, thì các bạn thấy là cái hình ảnh thất phải thì có người thì bảo nó là như hình cánh buồm, có người thì bảo nó hình trăng lưỡi liềm. Đấy, tóm lại nó cái hình thái nó rất là khó để đánh giá. Thế nên là với một cái nhát cắt ở vị trí này thì thất phải đã khác, mà nhát cắt ở vị trí này đã khác, nên cái vai trò của siêu 3D trong đánh giá thất phải càng ngày nó càng có vai trò lớn hơn. Thế tuy nhiên thì để mà lại dùng 3D đánh giá thất phải thì chúng ta cũng phải biết về siêu 3D và chúng ta phải sử dụng thành thạo nó, thì cái vai trò đóng góp của nó mới nhiều được. Và cái hình ảnh giải phẫu thất phải thì nó cũng sẽ gồm có phần buồng nhận, phần mỏm và phần đường da. Và chức năng thất phải thì thất phải nó không chỉ là một buồng tim chứa máu, nó sẽ có cái vai trò riêng của nó. Chính vì vậy mà trong một số trường hợp thì nó sẽ có giá trị tiên lượng trong một số bệnh cảnh lâm sàng và phân tầng nguy cơ và định hướng điều trị tối ưu trong một số bệnh lý. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn các mặt cắt cơ bản. Thì cái này là theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ. Thì đầu tiên là mặt cắt sụt giò cạnh ức, đúng rồi, mặt cắt sụt giò cạnh ức các bạn biết rồi, là mặt cắt kinh điển các bạn làm, các bạn sẽ thấy sơ bộ là cái vùng đường ra thất phải, đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ đánh giá được cái kích thước của đường ra thất phải ở vị trí này và cái tương quan so với lại thất trái ở vùng này, và mình cũng sẽ biết được sơ bộ cái vận động của cái thành thất phải, bề dày thành thất phải ở đây. Sau đó thì các bạn có thể ở cái vị trí mặt cắt chụp dọc cạnh ức này, các bạn có thể xoay nó chúc xuống dưới thì các bạn có thể nhìn thấy được là cái mặt cắt chụp dọc cạnh ức và lấy về phía đường ra thất phải. Đấy, thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ quan sát được thất phải nối vào động mạch phổi và động mạch phổi. Đấy, thì mình chỉ cần xoay nghiêng đi một chút. Và trong ví dụ như là quay về cái bệnh lý tim bẩm sinh, các bạn thấy cái lỗ thông ở đây, có trường hợp lỗ thông ở đây, xong khi mà trường hợp nó cao lên thì khi các bạn xoay này các bạn thấy lỗ thông nó cao hơn ở vị trí này, không thấy nhưng có thể thấy ở đây. Đấy, thì đây là mặt cắt chụp dọc cạnh ức nhưng mà xoay về phía đường ra thất phải. Ngược lại của cái mặt cắt này đó là cũng một mặt cắt chụp dọc cạnh ức, mình lại xoay cái này là mình xoay hết lên trên thì mình lấy được đường ra thất phải, còn cái này mình xoay chút xuống dưới thì mình sẽ lấy về phía buồng nhận của thất phải. Đấy, thì mình sẽ thấy được là thất phải và nối với nhĩ phải, van ba lá. Đấy, lấy về phần buồng nhận, tức là từ mặt cắt chụp dọc kinh điển mình sẽ có thể có hai cách, cái hướng để thay đổi vị trí đầu giò để mình lấy được cái mặt cắt về đường da và phần buồng nhận. Và khi mà các bạn đặt đầu giò các bạn sẽ tự cảm nhận, quay ngược chiều này không được thì quay xuôi chiều kia, nó sẽ ra chiều kia. Đấy, và làm nhiều nó sẽ thành cái đường mòn trong đầu mình. Đôi khi nói ra có thể nhầm mà mình hình dung nhầm, nhưng mà khi cái đầu giò ở trên ngực bệnh nhân mình có thể làm được hai việc đó. Đấy, khi cái đầu giò nó có những cái động tác cơ bản về động tác xoay, động tác nghiêng, động tác ngả các thứ. Đấy thì các bạn có thể thuần thục những cái động tác đó, và các bạn có thể có những cái mặt cắt trung gian để mình bộc lộ những cấu trúc mà mình mong muốn. Mặt cắt chụp ngắn cạnh ức kinh điển thì từ trục mặt cắt chụp giò các bạn xoay 90 độ đi thì các bạn sẽ thấy được toàn bộ cái đường ra thất phải ở đây. Ở phía trước là van nhĩ thất và phía sau là van động mạch phổi. Đấy, và nếu mà các bạn quay tiếp với phía bên trái các bạn sẽ thấy được hai nhánh động mạch phổi rõ rệt. Và trong trường hợp này nếu mà bạn đẩy cao lên thì các bạn thấy có nhánh thứ ba. Trong trường hợp bệnh nhân có động mạch thì mình sẽ nhìn thấy cái vị trí động mạch và mặt cắt chụp ngắn cao cạnh ức. Và mình sẽ check từ mặt cắt chụp ngắn này, mình sẽ chúc dần về phía mũi ức để mình xem là cái kích thước thất phải như thế nào và cái co bóp của cái thành cơ thất phải ra sao. Vì trong những trường hợp mà ví dụ tăng áp lực động mạch phổi thì bình thường cái cấu trúc thất phải nó sẽ là cái dạng hình lưỡi liềm mà nó ôm quanh thất trái, là dạng hình tròn ở chính giữa. Thế nhưng khi mà áp lực động mạch phổi tăng hoặc là có sự quá tải về thể tích của thất phải thì cái vách liên thất này nó sẽ trở nên phẳng dần hơn, đi ngang. Người ta gọi có dạng là cái thất trái có dạng D shape, tức là hình chữ D, hoặc là thậm chí cái vách liên thất nó lại lõm về phía thất trái. Đấy thì là khi đó là cái mức độ quá tải về thể tích hay là áp lực của thất phải rất là nhiều. Thất phải rất là giãn so với tương quan với thất phải trái, và họ sẽ có cái chỉ số lệch thất trái, tức là người sẽ đo cái chiều cái đường kính ngang của thất trái đi từ vách liên thất xuống cái thành bên đối diện so với cái đường kính dọc của cái thất trái, tức là đo vuông góc với cái đường kính kia. Đấy là cái chỉ số lệch thất trái. Trong những trường hợp mà áp lực động mạch phổi tăng thì thường cái chỉ số này nó sẽ nhỏ hơn 1, bình thường thì nó lớn hơn bằng 1. Đấy, và ngoài ra còn có tỷ lệ giữa đường kính thất phải và thất trái thì người ta cũng đo cái vị trí mặt cắt chụp ngắn này đi qua hai mép của hai cái cột cơ mà cắt cao ngang hai cột cơ của thất trái. Đấy thì sẽ đo cái kích thước buồng thất phải so với lại kích thước buồng thất trái, và cái tỷ lệ đó bình thường thì nó sẽ nhỏ hơn gì? Bình thường nó sẽ nhỏ hơn 2/3. Đấy, còn trong trường hợp tăng phổi nó có thể lớn hơn 1. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có mặt cắt từ 4 buồng, từ mỏm thì chúng ta cũng có cách xoay, có thể chúng ta sẽ đưa cái đầu giò sang phía bên hơn hoặc là gần về phía mũi ức hơn để chúng ta sẽ bộc lộ rõ cái thất phải. Trong trường hợp chúng ta sẽ mong muốn đánh giá, sẽ quan sát toàn bộ cái vận động của cái thành tự do thất phải, thành vách liên thất đấy để đánh giá cái vận động của nó. Và thứ hai chúng ta sẽ đo được cái chỉ số về phân suất thay đổi diện tích thất phải. Chúng ta đánh giá cái vận động qua cái vòng van ba lá này để đánh giá. Đấy thì từ vị trí bắt cắt 4 buồng chúng ta có thể quay cái vị trí sang, di chuyển cái đầu giò sang phía bên hoặc là về phía giữa mũi ức để mình thấy được chính giữa cái mỏm thất phải nó vào chính giữa của cái sector đó. Và cái mặt cắt này là cái mặt cắt mà tập trung vào 4 buồng, tập trung vào thất phải. Và mặt cắt 5 buồng, mặt cắt kinh điển rồi, còn mặt cắt mà chúng ta dốc thẳng lên nữa, tức là chúng ta muốn nhìn tận sâu ở trong, tức là khi mặt cắt đó chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái xoang vành, tức là cái cấu trúc mà ở phía sau nhất của sau khi nó hết đến tâm nhĩ rồi thì mình sẽ nhìn thấy cái xoang vành nó đổ vào bên nhĩ phải. Đấy thì đấy là các mặt cắt mà cơ bản là chúng ta có thể đánh giá thất phải. Và cuối cùng là ở dưới mũi ức, chúng ta có thể có mặt cắt chụp dọc 4 buồng ở dưới mũi ức và mặt cắt chụp ngắn ở dưới mũi ức. Thì cái mặt cắt chụp ngắn dưới mũi ức này như chúng tôi nói với các bạn là ở trong trường hợp mà các bạn trẻ con ấy thì nó rất là có giá trị, bởi vì là cái vị trí rất là mềm và chúng ta nhìn rất rõ, thậm chí là nhìn sâu hơn tận hai nhánh động mạch phổi, vị trí lỗ thông liên thất. Đấy, và các van tương quan bắt dòng chảy. Nếu mà trong trường hợp hẹp phổi thì đây là cái vị trí mà nó thẳng góc nhất để bắt cái chênh áp các van động mạch phổi. Vì đôi khi các bạn để ở trên cái mặt cắt chụp ngắn cạnh ức ở phía cao ở trên cạnh ức ấy, thì nó còn bị vát. Thế nhưng mà nếu mà các bạn để chụp ức này nó rất là thẳng góc và các bạn sẽ bắt được cái đốp lê cao nhất ở cái chênh áp qua van ở mạch phổi, và nó sẽ phản ánh chính xác là cái chênh áp đấy là qua van hay là qua đường ra thất phải, đấy để mà phụ thuộc vào cái hình dáng của cái phổi đốp lê liên tục đó. Thế còn cái vùng cấp máu này thì nó liên quan đến cái chi phối về cái bệnh lý thiếu máu cơ tim cục bộ, thì nó nằm trong cái đánh giá cái vùng thiếu máu của cái chung của các nhánh động mạch vành. Thế các bạn thấy đây một cái hình ảnh cái nhát cắt để các bạn thấy là nó có thể sai khác nhau hơn cỡ nào. Với ba cái đường cắt ngang qua cũng là cắt ngang qua thất phải đúng không ạ? Thế nhưng mà với đường cắt 1 này, các bạn có hình này đúng không? Các bạn có thể kết luận là thất phải sắp sửa là đến thất phải giãn rồi đúng không? Qua hành cắt 2 thì nó đã còn bé này, và qua hành cắt 3 nó chỉ còn rất là bé như này đúng không ạ? Thế nên khi mà mình nhìn một cái hình này thì mình thấy rằng là kích thước thất phải nó sẽ rất thay đổi phụ thuộc vào cái góc cắt. Thế nên là cuối cùng thì nếu mà giả sử như có dựng được thể tích bằng 3D thì là tốt nhất, bởi vì nó sẽ loại bỏ được cái sai số do cái vị trí cái nhát cắt của mình. Đấy. Và luôn luôn là chúng ta đo thì chúng ta đo ở cuối thì tâm trương. Đấy, và rất là thay đổi phụ thuộc vào góc cắt và hình dạng của thất trái. Các kích thước thất phải chúng ta có thể đo thì chúng ta sẽ đo kích thước dọc thất phải và kích thước ngang thước phải. Kích thước ngang thất phải thì có ngang qua vùng đáy, tức là vùng vị trí bám của cái van nhị thất, và vùng giữa, tức là chính giữa cái chiều từ mỏm cho đến cái vùng đáy đó, và cái chiều dài. Đấy thì có tương ứng sẽ có các kích thước là trong giới hạn bình thường là bao nhiêu. Đánh giá nhĩ phải thì chúng ta sẽ đánh giá là diện tích nhĩ phải, và chúng ta sẽ đo ở cuối thì tâm thu. Cuối thì tâm thu và chúng ta sẽ viền cái nội mạc nhĩ phải để đánh giá cái diện tích nhĩ phải. Bình thường là cái diện tích nhĩ phải nó sẽ dưới 18 cm² và trong những trường hợp tăng áp động mạch phổi, và diện tích nhĩ phải nó cũng là một yếu tố tiên lượng trong cái bệnh lý tăng áp động mạch phổi, và diện tích nhĩ phải giãn thì thường là một yếu tố tiên lượng không tốt. Đấy, và khi mà mình viền cái diện tích nhĩ phải này, mình loại trừ tĩnh mạch chủ trên, chủ dưới và tiểu nhĩ phải, mình chỉ đo cái thành ở bên trong thôi. Để đánh giá được nhĩ phải thì trên siêu âm tim của chúng ta thông thường thì chúng ta vẫn hiện tại là chúng ta đang gắn cộng 10. Những bạn nào mà đã làm siêu âm tim, các bạn thường là khi mà các bạn bắt được phổi xanh áp qua phổi hợp ba lá, các bạn tự động các bạn sẽ cộng 10 áp lực động mạch phổi. Ví dụ như là các bạn phổi có ba lá, các bạn bắt được là chênh áp là khoảng 2 mét hoặc hơn 2 mét, mà chênh áp khoảng 18 mét, thì ngân các bạn cộng 10 thì nó cũng chẳng sao đúng không? Thì nó 18 cộng 10 nó 28, nó vẫn không phải là tăng, thì nó vẫn là trong giới hạn bình thường, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì trong vấn đề điều trị cả. Các bạn cộng bao nhiêu cũng được. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp đó ở cái mức ranh giới, tức là nếu giả sử các bạn cộng 10 thì nó sẽ thành tăng áp động mạch phổi, mà các bạn cộng 5 hay cộng 8 nó sẽ thành không tăng áp động mạch phổi, thì các bạn phải cân nhắc xem là mình lấy số bao nhiêu. Và cái đây nó cũng có cơ sở để mình lấy, chứ không phải là mình thích cho bao nhiêu thì mình gán. Đấy, thì cái cơ sở để mình gán cái áp lực nhĩ phải đó là mình sẽ đánh giá gián tiếp thông qua cái sự thay đổi cái kích thước của cái tĩnh mạch chủ dưới, bởi vì các bạn biết tĩnh mạch chủ dưới là tĩnh mạch đổ trực tiếp vào nhĩ phải. Thế nên là cái áp lực nhĩ phải nó sẽ được phản ánh trung gian qua đó. Nếu mà áp lực nhĩ phải tăng thì nó sẽ làm cho tĩnh mạch chủ dưới giãn và nó ít thay đổi theo cái nhịp hô hấp. Còn nếu mà áp lực nhĩ phải bình thường hoặc là không tăng thì nó sẽ đường tĩnh mạch chủ dưới nó sẽ không giãn và nó sẽ thay đổi rõ theo hô hấp. Đấy, thì chúng ta sẽ đo kích thước tĩnh mạch chủ dưới khi bệnh nhân hít thở bình thường, và khi bệnh nhân làm cái snip test, tức là cho bệnh nhân hít vào nhanh và thở ra luôn, hít vào nhanh thở ra luôn, đồng thời mình đặt đầu dò ở dưới mũi ức. Đấy, người ta gọi là snip test. Đấy, và mình sẽ đo cuối thì thở ra, và mình sẽ thông thường cái vị trí đo cái đường tĩnh mạch chủ dưới nó sẽ cách cái chỗ miệng của cái tĩnh mạch chủ dưới đầu và nhĩ phải này khoảng 0,5 đến 1 đến 2 cm. Đấy thì thông thường tôi thường lấy là 1,1 đến 2 cm, ở đây người ta lấy là 0,5 đến 3. Mình sẽ đo kích thước đường tĩnh mạch chủ dưới ở đây, và mình sẽ đánh giá thay đổi theo hô hấp bình thường hay là thay đổi theo snip test. Đấy thì mức độ thay đổi cái theo snip test thì mình sẽ chia một cái bảng thành 4 cái khoang. Đấy thì đường tĩnh mạch chủ dưới mình sẽ lấy là nó lớn hơn hay là nhỏ hơn 21, tức là nó có giãn hay không mm. Mức độ xẹp khi mà bệnh nhân được hướng dẫn làm snip test là xẹp trên 50 hay dưới 50, mà mình đi đến một cái kết luận là mình sẽ gán cho là tĩnh mạch chủ dưới không giãn và thay đổi tốt theo hô hấp, thì mình sẽ áp lực nhĩ phải là bình thường, mình sẽ lấy giá trị trung bình khoảng là 30 mét/ngân. Thế còn nếu mà tĩnh mạch chủ dưới giãn, tức là nó trên 21 mm và nó thay đổi ít theo cái khi mình làm snip test, tức là nó thay đổi dưới 50%, thì mình sẽ cộng với 15. Đấy, thế còn hai trường hợp còn lại, tức là hai trường hợp trung gian, tức là không giãn nhưng mà thay đổi ít và giãn và thay đổi nhiều, thì mình sẽ lấy cái giá trị trung gian là 8. Với cái cách nhớ đó thì lúc nào các bạn cũng có thể tự vẽ ra được, và các bạn không cần phải học thuộc lòng một cách máy móc đối với những người mà mình không làm siêu âm tim. Đấy, thì mình chỉ cần vẽ ra là mình có thể lấy được cái giá trị mình gán để mình biết là trong trường hợp này thì mình nên cộng bao nhiêu. Ví dụ những trường hợp mà hở ba lá rất là nhiều rồi, đấy ạ, thì không phải là trường hợp đấy mình cứ gắn 10 là xong, trường hợp đấy có thể mình phải cộng đến 15 đúng không ạ? Ngược lại những trường hợp hở ba lá rất là nhẹ và bệnh nhân hầu như không có bệnh lý gì cả, thì mình chỉ hoặc là bệnh nhân có một ít bệnh phổi bây giờ nó đã mấp mé 30 30 mấy rồi, mà thí dụ mình cộng 5 thêm nữa thì nó sẽ sang cái phân loại tăng áp lực mạch phổi chẳng hạn. Đặc biệt nó sẽ có giá trị trong những trường hợp những bệnh nhân mà tăng áp lực mạch phổi do nhóm bệnh lý sớm đến người ta cái điều trị sớm ở cái từ dạng trung gian, tức là trước đây áp lực mạch phổi người ta định nghĩa áp lực mạch phổi trung bình là trên 25 mm/ngân. Đấy, thế nhưng bây giờ người ta đưa ra cái giá trị là tại sao mình lại lấy ra giá trị trên 25 mét thủy ngân mà mình không lấy giá trị là 20, bởi vì cái giá trị bình thường, cái ngưỡng bình thường của cái áp lực thất phải nó ở mức đó, thì tại sao mình lại cách ra một khoảng 5 đó? Thì bây giờ người ta sẽ tiến đến cái đoạn hẹp đấy, cái đoạn trung gian đó, và người ta mong muốn tác động một cái đoạn sớm đấy hơn ở những bệnh nhân cứng bì, xem nó có thay đổi cái tiên lượng cho bệnh nhân hay không. Đấy, thì khi đó, khi mà cần chính xác như thế thì mình mới cần làm cái mức độ gán của mình. Cái bề dày thành thất phải thì cũng là một cái thông số được khuyến cáo để đo, để đánh giá xem là cái vấn đề chức năng thất phải như thế nào. Đánh giá mức độ phì đại thất phải được đo bằng các dưới mũi ức, chùm tia thẳng góc với lại thành tự do thất phải và đo ở đỉnh sóng R. Đấy, thì ở đây người ta mô tả cái cách đo, và bình thường thì cái bề dày thành tự do thất phải này nó sẽ dưới 0,5 cm. Đây các bạn, đây đo người ta phóng to lên đây, người ta sẽ đo ở cuối tâm trương và đo ở cái vị trí từ cái mép này đến mép này của cái bề dày thành tự do thất phải. Có thể đo trên M1 hoặc đo trên 2D. Đường dắt thất phải như tôi nói với các bạn, đường dắt thất phải mình có thể đo ở mặt cắt trục dọc cạnh ức hoặc là mặt cắt trục ngắn cạnh ức. Đấy, và đường dắt thất phải ở đoạn gần hay đoạn xa, tức là đoạn ở ngay dưới van động mạch phổi, và để mình đo kích thước để mình biết là cái kích thước đó nó có giãn hay không. Đấy, thì là các kích thước mình cần đo. Chức năng tâm thu thất phải thì chúng ta sẽ sử dụng một trong các thông số sau để là chức năng tâm thu thất phải. Thứ nhất là chúng ta vừa mới trao đổi là cái phân suất diện tích thất phải, thay đổi diện tích thất phải. Đấy, thứ hai là chỉ số Tapsi, thứ ba là vận tốc S' của vận động của vòng van ba lá. Ngoài ra chúng ta có thể đánh giá thêm cái chỉ số Tây thất phải để đánh giá về cái khả năng vận động của cái mô thất phải. Thế thì cái phân suất diện tích thất phải thì đây là cái cách mô tả cách tính phân suất thay đổi diện tích thất phải, thì các bạn sẽ có hai hình đánh giá bốn buồng và focus vào cái thất phải đó ở cái vị trí ở trong thì cuối tâm trương và cuối tâm thu, và các bạn sẽ viền diện tích thôi, các bạn sẽ tính ra cái FAC này. Đấy, thì bình thường cái giá trị FAC nó sẽ lớn hơn 35%. Xong FAC này nó cũng là một cái chỉ số có giá trị tiên lượng trong những trường hợp bệnh nhân tăng áp lực mạch phổi. Đấy, khi FAC giảm thì nó cũng là một cái yếu tố tiên lượng không tốt về vấn đề tử vong và bệnh nặng của bệnh nhân. Đo giá trị Tapsi thì các bạn sẽ đấy là chính đánh giá cái vận động của cái vòng van ba lá theo chiều dọc, thì các bạn sẽ đặt cái cốt so vào chính cái vị trí, cái chỗ bám của lá van ba lá với lại cái thành tự do của thất phải này, và các bạn sẽ bật chế độ M1 và các bạn sẽ xem cái sự di chuyển này theo cái chu kỳ co bóp của tim. Thì các bạn có thể đo từ đây đến đây, hoặc là các bạn thả vuông góc này thì nó đều đo ra là đều là cái đường hạ vuông góc cả. Thì đấy, thì đây ở đây mình đo là Tapsi là 24, và cái giá trị bình thường cho phép được là nó trên 16 trên 18 tùy vào một số những cái máy mà loại máy quy định. Đấy, thế còn dưới 16 thì thường là sẽ có cái vấn đề suy thất phải. Tuy nhiên là có một số trường hợp, ví dụ như bệnh nhân sau mổ chẳng hạn, nó ảnh hưởng rất là nhiều, mặc dù là cái chức năng thất phải nó có bị suy giảm, thế nhưng mà cái Tapsi nó vẫn cao. Đấy, thế nên là một thông số trong thất phải nó không phản ánh được hết. Đấy, nó là một thông số rất dễ đo, thế nhưng mà không phải là mình dựa tất cả mọi thứ vào đó được. Đấy, mình phải có phối hợp nhiều chỉ số. Ngoài ra chúng ta có thể đánh giá vận tốc sóng S' qua van ba lá. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng Doppler mô để đánh giá cũng qua vị trí cái vòng van ba lá này, chỗ xuất phát trước hoặc là lá sau. Đấy, và chúng ta sẽ đánh giá cái vận tốc sóng S bình thường, nếu mà S' mà trên 10 cm trên giây thì là bình thường. Đấy, ngoài ra ở cái đo này thì chúng ta có thể đánh giá được cái chỉ số Tây thất phải qua Doppler xung. Đấy, thì chúng sẽ đo thời gian co đồng thể tích, giãn đồng thể tích và thời gian tống máu để tính ra chỉ số Tây. Đấy, thì thời gian co đồng thể tích, thời gian tống máu, thời gian giãn đồng thể tích. Và với phương pháp Doppler mô thì nếu mà cái chỉ số Tây bình thường tức là sẽ 0,55. Còn Doppler xung tức là chúng ta sẽ phải đo trên hai nhát, một nhát cắt thì qua van ba lá mà cắt van động mạch phổi. Thông thường ta sẽ thay sử dụng Doppler xung vì nó sẽ nằm trên một cái lần đo thôi, thì cái giá trị sai số nó sẽ ít hơn chỉ số Tây thất phải. Ngoài ra thì các là đánh giá về sức căng của cơ thất phải, thì là những cái đánh giá sâu hơn mà thực tế thì nó không thực sự phổ biến khi mà các bạn đánh giá hàng ngày trên bệnh nhân, bởi vì thực tế nếu mà các bạn đã có rất nhiều thông số về thất trái rồi, các bạn lại bằng lấy thông số thất phải nữa thì nó sẽ đẩy một cái bảng siêu âm tim đánh giá cho bệnh nhân bình thường lên rất là nhiều. Thế nên là với những trường hợp ví dụ như là một cái người trẻ khỏe mạnh như chúng ta bình thường thì cũng không có lý do gì chúng ta phải đánh giá quá nhiều như thế cả. Chúng ta đánh giá một cái thất trái, thế là thất trái bình thường, chúng ta có thể đánh giá sơ bộ cái Tapsi bình thường, S' ba lá bình thường, ok. Đấy, nhìn qua cái diện tích nhĩ phải không lớn thì mình có thể đánh giá sơ bộ là chức năng phải ổn, đúng không ạ? Bệnh nhân không có triệu chứng như lâm sàng, tĩnh mạch chủ dưới xẹp, thay đổi ít, thay đổi lớn theo hấp, ok, thế là chức năng phải bệnh nhân ổn rồi, chứ mình không cần thiết là mình cũng phải đo tất cả mọi thứ. Còn những trường hợp mình nghi ngờ có vấn đề bất thường thì khi đó mình sẽ đo sâu hơn. Chức năng tâm trương thất phải cũng giống như trong chức năng tâm trương thất trái, tức là mình cũng phải đo được những cái vận tốc các sóng E phẩy, A phẩy đấy, và của cái van ba lá, thay vì van hai lá thì mình sẽ đo van ba lá. Thế tuy nhiên thì cũng là một cái khía cạnh mới mà chúng ta cũng cần nghiên cứu thêm, và hiện tại thì bây giờ với những trường hợp thí dụ có những triệu chứng mà bệnh nhân vào viện nằm thì mình đánh giá, chứ còn những cái đánh giá siêu âm sơ bộ ban đầu thì chúng ta cũng không nhất thiết là chúng ta phải làm hết các thông số, vì thực sự nó rất là mất thời gian. Và có một điều đặc biệt là bởi vì thực ra tất cả những cái siêu âm chúng ta hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng không mắc điện tim cho bệnh nhân, mà cái việc đấy là cái việc nếu ở nước ngoài đó là cái việc thường quy, tức là dây điện tim mà người ta để sẵn ở trên bàn nằm siêu âm của bệnh nhân, và tất cả các bệnh nhân lên là cái việc đầu tiên là mắc điện tim, xong đó họ làm họ ức quay lại, và những lần sau họ chỉ ức quay thêm, tức là họ đã có hết hồ sơ của lần trước rồi, chứ họ không phải lần nào cũng như ta, tháng trước đến cũng làm bằng đó thứ, tháng sau đến cũng làm bằng đó thứ, và bản tháng trước thì hầu như chúng ta chả xem được gì cả, nếu mà có tờ giấy được là còn may, nếu không thậm chí không có kết quả giấy, đúng không ạ? Đấy, thế nên bây giờ thì rất nhiều bệnh viện đang đạt đến cái xu thế, tức là họ đã phát triển cái mạng server rất là mạnh để mà họ có thể lưu giữ thông tin. Và những cái máy, khi ngày xưa chúng ta mua máy chúng ta chỉ tập trung là mua máy làm sao giải quyết được vấn đề tình thế, tức là siêu âm thôi, cũng chẳng quan tâm đến là nó có chức năng nhớ nào, có dây điện tim hay không. Bây giờ khi mà người ta đầu tư những máy mới thì các bệnh viện đều đầu tư hết là máy có điện tim, có các thứ, thì mình mới đánh giá được sâu sắc, kể cả vấn đề strain, sức căng, thứ mình phải có điện tim mình mới đánh giá được. Thời kỳ đóng mở mình đánh đo được, cho nếu không thì chúng ta không đo được. Thế nên là nếu với một cái bản siêu âm tim mà bệnh nhân lên và làm luôn mà không có điện tim thì cái giá trị của ngay cả cái phương pháp Simpson mà các bạn đánh giá nó cũng có giá trị nhất định một phần nào thôi, đúng không ạ? Bởi vì ngay chính nếu mà bạn là người làm thì bạn chính tay bạn đo Simpson là chính bệnh nhân nằm dưới tay bạn 3 lần khác nhau là 3 kết quả khác nhau. Đấy. Vấn đề là bạn chọn cái chỗ nào là cuối tâm trương, chỗ nào là cuối tâm thu, và cái hình nội màng nó có đủ rõ không để bạn viền, đúng không ạ? Thế nên là nếu mà khi mà mình không có điện tim thì nó đã bị vênh đi rất nhiều rồi. Và nếu mà sau này nếu các bạn có làm nghiên cứu hay báo cáo thì các bạn thấy tất cả những hình ảnh mà nghiên cứu báo cáo là phải có hình ảnh điện tim ở dưới. Thế còn nếu không có điện tim ở dưới thì chúng ta biết là những nghiên cứu báo cáo đấy nó thuộc về nước nào rồi. Đấy, nó thuộc về những cái nước mà đang ở tầm nào. Đấy, thế nên là chúng ta cũng phải cố đạt đến cái mức mà mình nhìn vào là mình cũng phải biết, hoặc là vẫn là hình ảnh chụp. Đấy, thì chúng ta phải tiếp cận dần với thế giới thôi, chúng ta không thể nào mà đi sau mãi được, và chúng ta cũng đã đang tiếp cận được đến mức đó chứ không phải là không. Chức năng tâm trương rất nhiều thứ, và nó ngay cả chức năng tâm trương thất trái nó cũng rất là phức tạp, rất là vất vả, rất là khó nhớ, nên là tôi nghĩ rằng là cái trong cái khuôn khổ cái bài hôm nay thì ngay cả khi thi chúng tôi cũng không đề cập đến vấn đề chức năng tâm trương thất phải này nhiều, nên các bạn cũng không phải quá lo lắng. Đấy. Cái chỉ số kích thước thất phải thất trái như tôi nói với các bạn đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào là cái quá tải về mặt áp lực hay quá tải về mặt kích, mà nó sẽ có cái vách liên thất nó sẽ thay đổi ở cả trong thì tâm thu và thì tâm trương. Đấy, thì thí dụ như là trường hợp có quá tải mà thể tích không lên nhĩ thì ở trong thì giữa tâm thu và cuối tâm trương thôi, nhưng mà nếu mà về mặt đấy thì nó sẽ ảnh hưởng chủ yếu vào cuối tâm thu và giữa tâm thu, còn cái thì cuối tâm trương nó lại ít. Đánh giá cái mức của vách liên thất và cái sự di động vách liên thất, cái giá trị trong tiên lượng nó là cái chỉ số rất chắc, tức là mình sẽ đo cái cuối thì tâm thu, cuối thì tâm trương. Áp lực động mạch phổi thông thường nhất là hiện tại trên siêu âm tim chúng ta vẫn đánh giá áp lực động mạch phổi thông phổ hở van ba lá và cũng có cái sự sai số giữa người đo này và người đo khác, bởi vì là mình có bắt được cái dòng hở đấy không rõ rệt không. Đấy, chính vì thế mình sẽ phải đo nhiều lần để mình lấy cái phổ điểm, cái giá trị áp lực động mạch phổi đó trên cơ sở cộng với lại áp lực nhĩ phải ước tính để chúng ta ra áp lực động mạch thu. Trị này nó sẽ có giá trị nếu trong trường hợp bệnh nhân không có nghẽn nào đó trên cái đường tống máu thất phải, tức là từ nhĩ phải đến thất phải, từ thất phải lên động mạch phổi và sau trên và động mạch phổi là không có tắc nghẽn thì nó mới có cái giá trị theo nguyên tắc của bình thông nhau. Nếu mà nó có tắc nghẽn thì những cái thông nhau đó là nó không được ước lượng thông qua nhau được. Áp lực mạch phổi trung bình thì mình sẽ đánh giá qua phổ hở phổi. Những trường hợp mà bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi, ví dụ như trong bệnh nhân bị tim bẩm sinh không được điều trị không giấy phải chuyển tăng áp phổi, hoặc là những trường hợp tăng áp phổi vô căn, hoặc là do những bệnh lý bệnh hệ thống, thì thông thường những trường hợp tăng áp phổi đó thì cái hở phổi rất là rõ. Thế nên là hầu hết là chúng ta sẽ bắt được qua phổ hở phổi. Và khi mà chúng ta bắt được áp lực mạch phổi qua phổ hở phổi và chúng ta bắt được áp lực mạch phổi qua phổ hở van ba lá, mà chúng ta có so sánh hai cái phương pháp đó, tính trực tiếp mà nó ra một cái giá trị tương đương nhau ấy, thì khi đó nó rất là có giá trị. Đấy là cái giá trị mình đáng tin cậy. Và khi mà mình thông tin lên ấy, thì cái giá trị đó tôi thấy là có rất nhiều bệnh nhân mà làm nó cũng khá là tương đồng với cái kết quả mà đo được trên thông tin. Đấy, thế nên là nếu mà có hai phương pháp để mà đối chiếu với nhau thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là mình chỉ đo bằng một phương pháp. Đấy, thí dụ như là các bạn có thể bắt qua phở hở van ba lá, chênh áp qua phở hở ba lá rất là nhiều, tim tăng động, các bạn bắt qua 7 chục chẳng hạn, xong các bạn có thể cộng thêm 5 hoặc là 8 hoặc là 10 thành 8 chục. Các bạn kết luận là tăng áp lực mạch phổi nhiều. Thế nhưng mà qua phổ hở phổi, một cái phổ hở phổi rất là rõ nét, các bạn bắt được cái hình thang rất là đẹp mà cái áp lực đầu tâm trương nó chỉ có loanh quanh khoảng 25, đúng không ạ? 25 các bạn cộng vào cộng thế thì cộng nữa nó vẫn chỉ là tăng vừa, đúng không ạ? Thế thì các bạn cần phải xem xét xem là trong trường hợp này mình có được kết luận là tăng áp lực mạch phổi nhiều hay không. Đấy, bởi vì trong trường hợp đó thì có vẻ những cái giá trị áp lực mạch phổi qua có giá trị hơn là qua lá. Nó phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân suy tim đã được điều trị hay chưa. Đấy, thế nên là nếu mà mình chỉ dựa vào hở van ba lá mình kết luận tăng áp phổi nhiều thì chưa chắc là cái kết quả đó đã chính xác hoàn toàn. Đấy, trong khi mà mình bắt phổ phổi thẳng góc, hở phổi rõ và cái phổi rõ mà nó chỉ áp lực phổi trung bình ở mức tăng vừa thôi thì mình cũng phải cẩn trọng khi mình đưa ra kết luận của mình, hoặc là mình phải đo lại xem là hai cái đấy nó có khớp nhau không. Chúng ta có thể đánh giá sức cản mạch phổi qua các vấn đề đo về VTI của đường ra thất phải. Thế tuy nhiên thì nó cũng sẽ, vì nó chỉ là công thức ước tính, đấy, thế nên là nó cũng có những cái sai số nhất định. Và nói chung là sức cản mạch phổi, để đánh giá tăng áp lực và sức cản mạch phổi thì người ta phải dựa trên thông tim. Đấy, thì cho đến bây giờ thông tim vẫn là cái tiêu chuẩn vàng để mình đánh giá sức cản mạch phổi. Đấy, thì tuy nhiên thì trong ngay cả thông tim người ta gọi là tiêu chuẩn vàng, nhưng mà thông tim nó cũng có những cái sai số trong quá trình thông tim. Khi mà các bạn, nếu mà các bạn đã từng vào là phòng can thiệp, các bạn biết rằng là để thông tim thì chúng ta cũng từ cái quy trình các bước lấy máu đúng vị trí hay không, có rút hết những cái máu của các vị trí trung gian ra hay không để phản ánh chính xác cái bão hòa oxy, và cái đưa để mình đo cái áp lực măng mạch phổi bít đưa vào tận cùng như thế nào. Nó cũng có rất nhiều vấn đề để mà mình quyết định rằng là nó sẽ có những cái sai số đặt ra. Thế nên là sức cản mạch phổi đo trên siêu âm tim thì cũng đã có những nghiên cứu người ta thực hiện. Thì tuy nhiên là nó ít xâm lấn và nó có cái giá trị ngay lập tức. Thế nhưng mà mình cũng cần phải so sánh đối chiếu với lại trong những trường hợp mà tăng sức cản mạch phổi thực sự, và để mình quyết định là điều trị thuốc hạ áp lực mạch phổi hay không, thì bệnh nhân vẫn cần phải vào viện để thông tim ít nhất là một lần cho cái lần ban đầu tiên đó. Siêu âm 3D từ nãy giờ tôi nói rất nhiều về cái vấn đề là siêu âm 3D để giám sát thất phải, bởi vì là cái thất phải nó có cái cấu trúc bất thường hơn so với lại cái cấu trúc của thất trái, nó khó đánh giá hơn mà 2D, nó tùy cái vị trí nhăn cắt khác nhau, thế nên là cái vai trò của siêu âm 3D là đẩy cao. Thế tuy nhiên trong cái phạm vi bài này tôi cũng không nói sâu, bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng chưa được làm nhiều về vấn đề này, thế nên là trong cái phạm vi này tôi cũng chưa chia sẻ sâu với các bạn được. Khi nào mà tôi được làm nhiều hơn vấn đề đó thì tôi có thể sẽ có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ hơn với các bạn. Và tất cả những cái mà tôi trao đổi với các bạn thì tôi dựa trên cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ về đánh giá thất phải và chức năng thất phải ở bệnh nhân người trưởng thành. Cái khuyến cáo này được xây dựng năm 2010. Các bạn có thể đọc thêm một cái khuyến cáo đó. Khuyến cáo này thì các bạn có thể download free được. Còn đây là một cái bệnh nhân mà tăng áp lực mạch phổi. Tăng áp lực mạch phổi bệnh nhân này là tăng áp lực phổi vô căn, không có luồng thông trong tim. Các bạn thấy là mình mô tả các đo đạc để mình đánh giá. Thứ nhất là cái hình ảnh bên trái đó là đo kích thước thất phải, đấy, đáy, giữa và chiều dọc, đo FAC thất phải, đấy, buộc là mình cần phải có điện tâm đồ để mình đánh giá FAC thất phải, đo diện tích nhĩ phải, đo cái kích thước thất phải chia kích thước thất trái. Các bạn sẽ để mà cắt chụp ngắn để lộ hai cái cột cơ, và các bạn sẽ đo kích thước thất phải Chỉ đo kích thước thất trái và cái chỉ số lệch thất trái thì các bạn sẽ đo cái chỉ số cái đường kính ngắn này, tức là vuông góc với vách liên thất, và cái đường kính còn lại tức là cái đường kính song song với vách liên thất để các bạn ra cái chỉ số lệch thất trái. Bạn sẽ đo TAPSI cho bệnh nhân, và ngoài ra các bạn có thể đo một cái chỉ số nữa, đó là cái chỉ số thời gian tăng tốc qua van động mạch phổi. Cái này nó cũng có một cái giá trị, nếu mà giả sử nó nhỏ hơn 110 thì nó cũng là một cái yếu tố mà gợi ý tăng áp lực mạch phổi và tiên lượng không tốt. Đây các bạn sẽ đánh giá cái tương quan so sánh giữa áp lực mạch phổi đo qua phổ hở phổi và đo qua phổ hở van ba lá. Đấy, thì thí dụ trong trường hợp này thì nó khá là tương đồng với nhau, đúng không ạ? Thí dụ như là đầu tâm trương, chênh áp của đầu tâm trương là 47, chênh áp cuối tâm trương là 28. Thế thì tùy xem cái tĩnh mạch chủ dưới, trong trường hợp này khả năng là các bạn sẽ phải cộng ít nhất là 8, bởi vì cái phổ hở ba lá nó là vừa nhiều. Đấy, mình sẽ phụ thuộc vào đo tĩnh mạch chủ dưới thì mình cộng, thì cái áp lực mạch phổi trung bình nó đã ở mức nhiều rồi, đúng không? Thì cái này mình cũng cộng như thế thì nó có vẻ nó tương đồng với nhau. Đấy, mình sẽ cần phải lấy một cái phổ rõ nét nhất đo đạc. Đấy, và mình sẽ đo cái thay đổi theo hô hấp. Cái này thì mình chỉ cộng 8 thôi, đúng không ạ? 15,6, 10 này, tức là nhỏ hơn 21 nhưng mà thay đổi theo hô hấp là ít hơn 50%. Đấy, thì là mình sẽ cộng 8. Đấy, và mình ngoài ra mình có thể đo đánh giá chỉ số Tây theo phương pháp Doppler xung, mình đo thời gian co đồng thể tích, thời gian tống máu, thời gian giãn đồng thể tích để mình đánh giá chỉ số Tây. Ngoài ra mình có thể đo S phẩy qua van ba lá, E phẩy, A phẩy. Đấy, các bạn thấy trong trường hợp này, đa số trường hợp tăng áp phổi này, cái phổ hở phổi này rất là rõ, hở phổi nhiều, nên là nếu mà mình chỉ cần để thẳng góc với lại cái dòng đấy chắc chắn là nó sẽ bắt rõ. Đấy, và trong trường hợp này bệnh nhân đã có dịch màng phổi, nó cũng là một yếu tố tiên lượng không tốt bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi. Đấy, bởi vì dịch màng phổi đây nó có thể lý giải cho nhiều căn nguyên, một trong những căn nguyên đó có thể do cái tăng áp lực trong cái hệ bạch mạch và nó không giải phóng hết được đi. Thế nên là cái dịch màng phổi này, cái dịch màng tim này mình không chọc được. Bởi vì vấn đề cơ bản đó là mình không giải quyết được, thế nên là mình có chọc đi thì sau đó thì nó cũng lại tái phát, và những trường hợp này thì thường nó sẽ cái dịch nó sẽ nhiều dần lên và nó sẽ làm cho cái bệnh cảnh nó thành một cái vòng xoắn bệnh lý rất là nặng, thường bệnh nhân thì tiên lượng rất là xấu. Đấy, các bạn theo thời gian một vài tháng cái tiên lượng nó đã trở nên xấu rất nhiều, dịch màng phổi nhiều lên. Các bạn thấy với một cái thất trái bé như này thì thực sự là cái cung lượng tim không hiệu quả, bệnh nhân thường xuyên là có cái triệu chứng choáng xỉu với thất phải là to, thế nhưng mà cái bóp thất phải cũng không tốt. Đấy, để kết luận thì chức năng thất phải là một thông số quan trọng trong các bệnh lý tim mạch, và siêu âm 2D là phương pháp có giá trị trên lâm sàng để đánh giá chức năng thất phải. Và gần đây thì một số kỹ thuật siêu âm tim mới như là đánh dấu mô hay là sức siêu âm, thì đấy là những cái mà hết sức cơ bản về siêu âm tim đánh giá hình thái chức năng thất phải và áp lực mạch phổi mà tôi muốn chia sẻ với các bạn.